Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hot News với MC Khánh Linh. Chương trình Hot News với MC Khánh Linh được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Xin mời quý vị cùng đón theo dõi. Khánh Linh xin kính chúc quý vị một ngày làm việc may mắn và vui vẻ. Và sau đây, Khánh Linh xin gửi đến quý vị điểm tin về Hoa Kỳ của ngày thứ Năm 26 tháng 8 2021. Mở đầu bản tin Hoa Kỳ, Mỹ thuê đất 99 năm xây đại sứ quán mới trị giá 1.2 tỷ ở Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 8, đại diện lâm thời Mỹ cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký thỏa thuận thuê đất 99 năm để xây dựng trụ sở mới của đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Theo báo VN Express cho hay, lễ ký kết được tiến hành tại Hà Nội với sự chứng kiến của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội. Theo thỏa thuận được ông Christopher Klein, đại diện lâm thời của Mỹ, ký với ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ nằm trên khu đất có diện tích 3.2 hectare ở quận Cầu Giấy, quy mô xây dựng 39.000 m2. Dự án có tổng ngân sách lên đến 1.2 tỷ với thời hạn thuê đất là 99 năm. Một giới chức cấp cao của Mỹ cho biết, đây sẽ là biểu trưng cho dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, là không gian đô thị tân tiến thể hiện văn hóa và sức sống của thành phố. Đại sứ quán Mỹ kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ năm 2020 và việc chính thức hóa hợp đồng cho thuê này sẽ cho phép chúng ta nhìn về phía trước cho 25 năm và xa hơn nữa trong sự gắn kết của Mỹ tại Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, thiết kế tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Trong khi đó, thiết kế cảnh quan của khu phức hợp Đại sứ quán lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo, như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng, có sự kết nối với lịch sử vốn của khu vực, nơi vốn là một cánh đồng lúa hồi đầu những năm 2000. Cũng theo Đại sứ quán Mỹ thì sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã cam kết dành cho Mỹ một địa điểm xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán tại Hà Nội. Đến năm 2019, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ. Hồi đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho phía Mỹ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Lễ ký hợp đồng thuê đất là kết quả của những cam kết trên. Thưa quý vị, chắc hẳn người Việt Nam chúng ta rất quen thuộc với nơi mua sắm Costco. Thì hôm nay Costco đã hạn chế giấy vệ sinh nước uống làm lượng mua thêm ồ ạt. Một số cửa hàng Costco quanh Lý Đô Sài Gòn đồng loạt hạn chế bán một số mặt hàng như giấy vệ sinh và nước uống hiệu Kirkland Signature từ đầu tuần này. Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được mua giới hạn tùy theo tiệm. Mỗi nơi hạn chế số lượng mặt hàng khác nhau. Có nơi mỗi khách được mua một, có nơi mua hai. Các mặt hàng như Kirkland Signature Toilet Paper, Pounty Paper Towel, Charming Toilet Paper, nước uống hiệu Kirkland Signature, giấy lau tay hiệu Marathon. Sự kiện này không gây sợ hãi trong quần chúng như hồi tháng 3 2020, khi nước Mỹ vừa tuyên bố dịch COVID-19 bùng phát, nhưng cũng đủ làm một số người xôn xao. Người ta mua vì sợ lên giá. Trong số những người tất tả mua những mặt hàng hạn chế này còn có nhiều khách người gốc Việt. Có nhiều người chưa cần giấy mà cũng cứ mua vì lý do khác. Chỉ một số ít là thực sự cần phải mua những món hàng này, còn phần đông mua chỉ vì thấy nhiều người mua mà thôi. Vì ai cũng mua cho nên hiện tại Costco đã giới hạn vì khách mua hàng quá nhiều. Ngoài giấy vệ sinh, giấy lau tay, một số Costco hạn chế bán nước uống hiệu Kirkland Signature loại nhỏ hoặc loại 1 gallon. Một quản lý viên của Costco cho biết, ông được lệnh hạn chế bán vài loại hàng này từ trên cấp cao. Tôi không phải là phát ngôn viên của Costco nên không có quyền nói gì. Xin coi những gì tôi nói là câu trả lời cho một hội viên thôi. Theo những gì tôi thu nhặt được, thì lần này cũng như hồi năm ngoái, tự nhiên hội viên ồ ạt mua những loại hàng này một cách đột ngột nên nhà sản xuất chưa kịp cung ứng, vậy thôi. Costco hạn chế bán những loại hàng này chỉ vì muốn để dành cho các hội viên khác cũng như là nhân viên của Costco. Và ông cũng từ chối bàn luận rằng tình hình hạn chế này sẽ kéo dài bao lâu và liệu Costco có tăng giá những mặt hàng này hay không. Thưa quý vị, với số người nhiễm biến thể Delta tăng cao, thì Delta Airlines đã tăng tiền bảo hiểm y tế đối với nhân viên không chích ngừa. Ngày nay thì hãng Delta sợ Delta, quý vị ạ. Tin đến từ tiểu bang Georgia, Tổng Giám đốc Delta Airlines, ông Ed Bastian, vào thứ Tư đã thông báo với nhân viên rằng
Hãng hàng không này sẽ tăng tiền bảo hiểm của nhân viên lên thêm 200 Mỹ Kim một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, đối với những nhân viên không thích chích ngừa COVID. Ông Bastian nói, nguyên nhân của việc tăng tiền bảo hiểm là nhằm chi trả chi phí y tế cho những nhân viên phải vào bệnh viện vì nhiễm bệnh. Ngoài ra, những nhân viên không chích ngừa sẽ phải thi hành nhiều lệnh hạn chế khác nhau, như phải đeo khẩu trang khi làm việc trong không gian kín và phải xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 9. Đây là nỗ lực mới nhất của một công ty Hoa Kỳ nhằm làm tăng tỷ lệ chích ngừa. Trong thư gửi nhân viên, Tổng Giám đốc Bastian cho biết chi phí nằm viện trung bình của một nhân viên bị COVID là 50.000 Mỹ Kim. Do đó, việc tăng tiền bảo hiểm y tế là cần thiết để chi trả cho tổn thất tài chính của Delta, gây ra do quyết định không chích ngừa của nhân viên. Ông Bastian cho biết, trong những tuần gần đây, các nhân viên Delta phải vào nhà thương vì COVID đều là những người chưa chích ngừa đầy đủ. Tổ hợp y tế United Healthcare quản lý chương trình bảo hiểm của hãng Delta và việc tăng tiền bảo hiểm là quyết định riêng của hãng hàng không này. Ông nói, khoảng 75% trong gần 750.000 nhân viên Delta đã chích ngừa và hãng đang cố gắng hết sức để nâng tỷ lệ này lên 100%. Đây cũng là một điều tốt thôi quý vị, khi chúng ta đi những cái hãng hàng không thì chúng ta cảm thấy là an toàn hơn nếu những người nhân viên đã được chích ngừa đầy đủ. Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến về vaccine quý vị, Johnson & Johnson. Mũi thuốc ngừa tăng cường của Johnson & Johnson giúp tăng kháng thể gấp 9 lần. Hãng Johnson & Johnson cho biết mũi thuốc tăng cường của hãng sẽ giúp làm tăng kháng thể, là lực lượng giúp hệ miễn nhiễm chống lại các loại bệnh nhiễm trùng. Theo Johnson & Johnson, những người chích liều thuốc ngừa tăng cường của hãng này vào 6 đến 8 tháng sau mũi ngừa đầu tiên sẽ có kháng thể tăng gấp 9 lần so với lượng kháng thể tạo ra vào 28 ngày sau mũi chích đầu tiên. Dữ liệu này đã được ghi nhận trong hai cuộc thử nghiệm giai đoạn 2 của Johnson & Johnson tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Một nhóm trong số 2.000 người tham gia thử nghiệm đã được chích liều thuốc ngừa tăng cường vào 6 tháng sau liều chích ngừa đầu tiên của Johnson & Johnson. Cơ quan thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ FDA, Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC, Cơ quan dược phẩm Âu Châu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng nhiều cơ quan y tế khác về nhu cầu chích mũi thuốc tăng cường của Johnson & Johnson. Rất nhiều người đã dùng thuốc của Johnson & Johnson đang yêu cầu cung cấp thông tin về việc liệu họ có cần thêm mũi tăng cường hay không. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng nói về vấn đề khá gây tranh cãi về việc gói cứu trợ kích thích kinh tế phần 2 3.500 tỷ được Hạ viện thông qua, thì ông McCarthy nói rằng dự luật chi tiêu của Biden phải bước qua xác của tôi. Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy hôm thứ Tư tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn các nhà lập pháp dân chủ tại Quốc hội thông qua cơ sở hạ tầng và kế hoạch chi tiêu xã hội trị giá hàng tỷ đô la do Tổng thống Joe Biden hậu thuẫn. Các nhà lập pháp đảng Dân chủ Hạ viện dường như đã giải quyết những khác biệt của họ và bỏ phiếu để thúc đẩy các hoạt động đó. Không rõ McCarthy có thể làm gì. Bước qua xác của tôi cái đã, bởi vì tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn nó. Nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa nói trên chương trình của CNBC khi được hỏi liệu ông có mong đợi hàng ngàn tỷ đồng chi tiêu mới sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 9 hay không. Mỹ nhấn mạnh về những gì mà phe đối lập sẽ kéo theo, mà McCarthy gợi ý rằng hai đảng viên đảng Dân Chủ Thượng viện có khuynh hướng bảo thủ, Joe Manchin ở West Virginia và Kristen Sinema của Arizona có thể làm chậm lại. Ông cũng chống lại một nhóm các đảng viên Dân Chủ Hạ viện ôn hòa, những người trước đó đã lên tiếng lo ngại về bản kế hoạch ngân sách 3.500 tỷ đô la, nhưng những người đã bỏ phiếu kín với đảng vào tối thứ Ba để thúc đẩy nó. McCarthy cáo buộc đảng Dân Chủ hoàn toàn chấp nhận chủ nghĩa xã hội sau khi bỏ phiếu theo đường lối của đảng hôm thứ Ba. Nhận xét được đưa ra chỉ một năm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, khi đảng Dân Chủ hy vọng bám vào đa số trong Quốc hội và đảng Cộng Hòa nhắm đến giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Khi được hỏi liệu ông ấy có thể đi sai hướng với dự luật lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ đô la đó không, McCarthy nói, tôi vẫn chưa biết cho đến khi cuộc bỏ phiếu được diễn ra. Được thông qua với tỷ số 220 và 212 vào tối thứ Ba trong một phiên họp đặc biệt được triệu tập trong thời gian nghỉ giải lao tháng 8, cho phép đảng Dân Chủ viết và thông qua dự luật chi tiêu khổng lồ mà không có đảng viên Cộng Hòa. Nó cũng bao gồm một cam kết không ràng buộc đối với Hạ viện, do Chủ tịch Nancy Pelosi dẫn đầu bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng trước ngày 27 tháng 9.
Thời hạn đó nhằm xoa dịu chính đảng viên dân chủ trung dung, những người muốn bỏ phiếu đầu tiên về cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ đô la và sau đó xem xét giải quyết ngân sách đảng phái. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Khánh Linh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng. Xin mời quý vị cùng tham gia câu hỏi đố vui có thưởng của tháng 8 này. Và sau đây là câu hỏi đố vui của tháng 8. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Xin mời quý vị cùng trả lời câu hỏi này và bên cạnh đó xin mời quý vị hãy cùng đoán có bao nhiêu người tham gia cũng như là trả lời câu hỏi này. Không nhất thiết phải đúng nha quý vị, chỉ cần biết là khoảng bao nhiêu người tham gia câu hỏi đố vui có thưởng của tháng 8 này. Và hãy gửi về email của Khánh Linh là mckhanhlinhusa@gmail.com hay là quý vị có thể vào trong message của fanpage bên Facebook là mckhanhlinhusa. Xin quý vị đừng trả lời ở trong phần YouTube comment, tại vì rất là khó cho Khánh Linh track được bao nhiêu người tham gia câu hỏi đố vui có thưởng kỳ này nhé.